Mình được Tử Vi mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp Chủ nhật ngày 13 tháng 3 năm 2022, và theo âm lịch hôm nay là ngày 11 tháng 2 năm Nhâm Dần. Ngày này là ngày Ất Sửu tháng Quý Mão năm Nhâm Dần và ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Mậu Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Kỷ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Tân Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Giáp Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Bính Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thanh Long, giờ Đinh Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Minh Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Bính Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Đinh Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Chu Tước, giờ Canh Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Nhâm Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Quý Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Ất Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Cau Trần. Về ngũ hành niên mệnh Hải Trung Kim, ngày Ất Sửu tức can khắc chi, nghĩa là mộc khắc với thổ, và ngày hôm nay là ngày cát. Vài nạp âm Hải Trung Kim, kỷ tuổi, kỷ mùi, quý mùi, ngày thuộc hành kim khắc với hành mộc, đặc biệt là tuổi kỷ hợi nhờ kim khắc mà được lợi. Ngày Sửu lục hợp với tý, tam hợp với tỵ và dậu, thành kim cục, xung với mùi, hình tuất, hải ngọ, phá thìn và tuyệt mùi. Vài tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi Kỷ Mùi, Quý Mùi, Tân Mão, Tân Dậu, tuổi xung trong tháng, tuổi Tân Dậu, Đinh Mão. Vài các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như sao Thiên Quý tốt mọi việc, sao Sinh Khí tốt mọi việc, nhất là về xây dựng nhà cửa, tu tạo, động thổ ban nền, trồng cây, sao Kính Tâm tốt đối với an táng, sao Đại Hồng Sa tốt mọi việc. Sao Hoàng Ân tốt mọi việc, sao Thiên Ân tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có sao Hoang Vu xấu mọi việc, sao Cửu Không kỵ về xuất hành, cầu tài lộc, khai trương, sao Trùng Tang kỵ về cưới hỏi, an táng, khởi công, động thổ, xây dựng về nhà cửa. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, Hỷ Thần hướng Tây Bắc, Tài Thần hướng Đông Nam. Và sau đây mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp Chủ nhật ngày 13 tháng 3 năm 2022. Mời các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Tử vi tuổi Tý thứ hai ngày 14 tháng 3 năm 2022. Ngày thứ hai này với bạn tuổi Tý, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh. Cái điều này sẽ giúp cho công việc của bạn trong ngày hôm nay có phần dễ thở hơn trước rất nhiều. Với bạn đang có được nhiều cơ hội hợp tác làm ăn mở ra trước mắt, nhưng đồng thời với bạn cũng trở nên bận rộn hơn và phải tập trung để nhìn nhận ra những vấn đề, những nguy cơ tiềm ẩn ở trong đó. Và ngày thứ hai này với bạn tuổi Tý á, con đường công danh sự nghiệp của bạn lúc thăng lúc trầm bất định, bạn có thể nhận được những kết quả như ý muốn nhưng lại không thể nào kiểm soát được những vấn đề có thể xảy ra trong tương lai. Và nếu cần, bạn đừng có ngần ngại xin tư vấn hoặc là lắng nghe những người có kinh nghiệm đi trước mình, họ sẽ đưa ra cho bạn những lời khuyên hữu ích nữa nhé. Trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Tý lại đang gặp được ngày có thủy sinh cho mộc vượng. Điều này cho thấy các mối quan hệ về tình cảm của bạn trong ngày hôm nay vẫn có được sự hài hòa. Bạn mệnh có thể tâm sự thẳng thắn với nửa kia của mình. Mỗi khi gặp phải những khó khăn, bế tắc, chỉ cần hai người đồng lòng thì sẽ giải quyết được mọi việc. Về câu quyết cho bạn tuổi Tý trong ngày thứ hai này, tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim có được nhiều cơ hội về hợp tác làm ăn nhưng phải cẩn trọng với các nguy cơ tiềm ẩn bên trong. Tử vi tuổi Bính Tý
thuộc mệnh thủy, công việc trở nên suôn sẻ, dễ thở hơn trước rất nhiều. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh hỏa, đừng có ngần ngại, xin lời khuyên hoặc là kinh nghiệm từ những người đi trước. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh thổ, con đường công danh có nhiều thăng trầm, cần phải bền bỉ và nỗ lực hơn. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh mộc, các mối quan hệ tình cảm có được sự hài hòa. Và đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 47, số 72, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh nước biển, quý nhân phù trợ, tuổi Thìn, tuổi Thân, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Sửu thứ hai ngày 14 tháng 3 năm 2022. Ngày thứ hai này với bạn tuổi Sửu, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có chính tài nâng đỡ. Điều này sẽ giúp cho con đường tài lộc của bạn trong ngày hôm nay được cải thiện một cách tích cực hơn. Với bạn tuổi Sửu đang có được nguồn thu vượng vàng và chủ yếu tới từ những công việc chính của mình. Đối với những người kinh doanh, buôn bán, vẫn có thu được những nguồn thu đều đều, nhưng cũng chưa có sự đột phá, bạn cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Và ngày này với bạn tuổi Sửu, nếu như bạn đang có dự định gì liên quan tới vấn đề về tiền bạc như là kinh doanh, đầu tư thì bạn mệnh nên tiến hành trong ngày hôm nay sẽ rất thuận lợi cho bạn. Bạn dễ dàng đưa ra được những quyết định phù hợp hoặc là có người dẫn đường chỉ lối cho bạn để tránh được những sai sót, rủi ro không đáng có. Tuy nhiên, về mối quan hệ tình cảm giữa bạn với nửa kia trong ngày hôm nay lại không được mấy hài hòa vì bạn đang chịu ảnh hưởng của ngũ hành xung khắc. Chiến tranh lạnh kéo dài khiến cho đôi bên đều cảm thấy mệt mỏi, nhưng chẳng ai chịu là người xuống nước trước. Nếu không muốn tình cảm rạn nứt, khó cứu vãn nổi, bạn và người ấy nên có một cuộc trò chuyện, thảo luận thẳng thắn những vấn đề đang xảy ra để chấm dứt tình trạng này càng sớm càng tốt nhé. Vài câu quyết cho bạn tuổi Sửu trong ngày thứ hai này: tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh kim, ngày thích hợp để tiến hành các kế hoạch liên quan tới vấn đề về tiền bạc. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh thủy, tài lộc có được sự khởi sắc, thu nhập ổn định. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh hỏa, được quý nhân dẫn đường chỉ lối để tránh những sai sót xảy ra. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh thổ, có đầu óc tỉnh táo để đưa ra được những quyết định sáng suốt. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh mộc, tình cảm có sự rạn nứt do chiến tranh lạnh kéo dài. Về đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 17, số 70, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Dậu, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Dần thứ hai ngày 14 tháng 3 năm 2022. Ngày thứ hai này với bạn tuổi Dần, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp phù trợ. Đây là dấu hiệu tốt đẹp cho những bạn đang còn độc thân, có được những tín hiệu bật đèn xanh từ người mà bạn để ý. Với bạn hãy tìm cơ hội để tiếp cận và bày tỏ tình cảm của mình một cách tế nhị nữa. Còn đối với những cặp đôi đang có những kế hoạch thú vị cùng các chuyến du lịch trong năm này nữa rồi. Và trong ngày thứ hai này với bạn tuổi Dần lại đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh. Đây có thể là tác nhân làm cho bạn tuổi Dần trở nên dũng cảm hơn trong ngày hôm nay. Thậm chí có những người khuyên can, ngăn cản bạn, nhưng bạn đã tính kỹ lưỡng để biết mình nên làm gì. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là mù quáng đâu bạn tuổi Dần nhé. Và ngày này với bạn tuổi Dần lại đang gặp ngày có mộc khí vượng, điều này sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới vấn đề về sức khỏe của bạn, nhất là đối với những người đang có bệnh nền sẵn, cơ thể dễ bị ốm yếu, do đó bạn mệnh nên dành nhiều thời gian hơn cho việc nghỉ ngơi, hạn chế việc di chuyển quá nhiều nhé. Vài câu quyết cho bạn tuổi Dần trong ngày thứ hai này: tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh thủy, ngày thích hợp để tiến hành các kế hoạch về hợp tác làm ăn. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh hỏa, cần phải quyết đoán hơn với những vấn đề ngoài lề. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh thổ, giữ vững tinh thần tỉnh táo và minh mẫn khi làm việc. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh mộc, nhanh chóng đưa ra được các giải pháp giải quyết hợp lý và sáng tạo. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh kim, các chuyện tình cảm diễn ra tốt đẹp
nhưng bạn cũng đừng quên hâm nóng mối quan hệ. Và đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 16, số 78, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá, màu xanh lam, quý nhân phù trợ, tuổi Ngọ, tuổi Hợi, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Mão thứ hai ngày 14 tháng 3 năm 2022. Ngày thứ hai này với bạn tuổi Mão đang gặp được ngày có tam hội xuất hiện. Điều này cho thấy đây là ngày mà rất cần tới sự khuyến khích và ủng hộ. Thế nên với bạn tuổi Mão đừng có ngại ngần mở rộng các mối quan hệ xã giao với bạn bè, xây dựng tương tác, bởi vì thông qua đó bạn sẽ có thêm được nhiều niềm vui thú vị lẫn sự góp sức trong ngày hôm nay. Và ngày thứ hai này với bạn tuổi Mão lại đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh. Cái điều này sẽ gây ra những cản trở, bao gồm những lời chỉ trích từ người thân khiến cho bạn đang cảm thấy hoài nghi về chính bản thân mình. Và bạn cũng đừng quá hà khắc với bản thân mình trong ngày hôm nay. Bạn hãy mở lòng mình, sẵn sàng để đón nhận, sẵn sàng để chiều chuộng mình một chút cũng là cách để cho bạn có được những phút giây thoải mái và vui vẻ thực sự trong ngày hôm nay nhé. Và trong ngày thứ hai này với bạn tuổi Mão lại đang gặp ngày có mộc khí vượng. Điều này khiến cho sức khỏe của bạn không được tốt cho lắm. Một phần có thể là vì bạn suy nghĩ tiêu cực, trở thành tâm bệnh, cộng với tác động của sự ngoại cảnh, cho nên bản thân bạn dễ cảm thấy ốm mệt nữa. Về câu quyết cho bạn tuổi Mão trong ngày thứ hai này, tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy, đôi lứa càng ngày càng hiểu nhau, giảm bớt những mâu thuẫn. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa có được cơ hội hàn gắn mối quan hệ đang xuất hiện rất nhiều vết rạn nứt. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ cần đề phòng nguy cơ bị thị phi điêu bám, phá hoại vận trình công danh, sự nghiệp. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc, người đang còn độc thân có được nhiều cơ hội gặp gỡ, làm quen với những người khác phái. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim dễ đắc tội với kẻ tiểu nhân, suy nghĩ quá đơn giản. Và đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 14, số 64, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Hợi, tuổi Mùi, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Thìn thứ hai ngày 14 tháng 3 năm 2022. Ngày thứ hai này với bạn tuổi Thìn, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có ngũ hành tam hội ghé thăm. Đây cũng là lúc một nhân vật thú vị nào đó sẽ trở thành nguồn cảm hứng cho bạn trong ngày hôm nay. Bởi cách xử lý công việc, sự độc lập của họa, bạn có thể học hỏi từ họa để có những bước đường đi cho riêng mình. Và ngày thứ hai này với bạn tuổi Thìn, những kế hoạch đúng hay là sai không quan trọng bằng việc chúng có thể giúp cho bạn kiếm được nhiều tiền trong ngày hôm nay. Và hôm nay, bạn đang gặp được ngày có thiên tài ghé thăm, hứa hẹn bản mệnh sẽ có được những chỉ dẫn đúng đắn giúp cho bạn cải thiện nguồn thu nhập hiện tại của mình nữa. Và trong ngày thứ hai này với bạn tuổi Thìn lại đang gặp ngày có mộc thổ xung khắc. Lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn là nên đối mặt với thực tế, di chuyển sang các bên một cách khéo léo và vượt qua các chướng ngại vật ở phía trước. Sự bình tĩnh và chủ động chính là chìa khóa để cho bạn có thể vượt qua mọi thử thách trong ngày hôm nay với một thái độ vững vàng và tự tin nhất có thể nữa. Vài câu quyết cho bạn tuổi Thìn trong ngày thứ hai này. Tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa, một nhân vật đầy thú vị nào đó xuất hiện sẽ giúp cho bạn có được nguồn cảm hứng mới. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ có quý nhân giúp đỡ, dẫn đường chỉ lối, cho nên việc kinh doanh buôn bán được thuận lợi. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc, tài lộc tăng tín vì biết nắm bắt thời cơ tới với mình. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim, con đường tình duyên không được thuận lợi. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy, đôi lứa ngày càng có nhiều sự bất đồng, hai trái tim xa cách. Về đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 13, số 54, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Tý, tuổi Thân.
tử vi tuổi Tỵ thứ hai ngày 14 tháng 3 năm 2022. Ngày thứ hai này với bạn tuổi Tỵ, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung dần thân Tỵ Hợi. Điều này khiến cho tâm trạng của bạn đang vui cũng bị chững lại khi bạn nhận ra có một người nào đó không thật lòng với mình. Có thể bạn phải trả giá cho bài học của mình, nhưng điều đó cũng có thể gây ra vết rạn nứt ở trong lòng của bạn nữa. Một chút gia vị, một chút mới mẻ khi mà bạn đang có được thực thần đưa tới, quả là rất cần thiết cho bạn lúc này. Nếu như bạn cảm thấy rằng những ngày trôi qua thật yên ả và có chút bình lặng, chỉ cần bạn thay đổi không khí một chút thôi thì bạn cũng thấy mọi phút giây trôi qua trở nên ấn tượng và đầy màu sắc hơn rất chi là nhiều. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Tỵ lại đang gặp được ngày có mộc sinh cho hỏa vượng. Điều này rất tốt cho việc chia sẻ những hiểu biết, những kiến thức của mình thực sự cần thiết ngày hôm nay. Bởi vì thông qua đó, bạn có thể nhận được sự đóng góp và rồi có thêm được vốn sống và kỹ năng cho mình. Bạn đừng có ngại ngần bày tỏ những quan điểm cá nhân để lắng nghe sự góp ý của mọi người nữa nhé. Vài câu quýt cho bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ hai này. Tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh hỏa có xu hướng trở nên nóng giận, sẵn sàng tranh cãi với người khác. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh thổ có điểm báo tranh chấp, cãi vã trong ngày hôm nay. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh mộc, hãy suy nghĩ thấu đáo hơn để không muốn trở thành kẻ khó ưa. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh kim, dễ đưa ra những quyết định thiếu đi sự chính chắn, ảnh hưởng tới công việc chung. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh thủy, tình cảm có điểm báo, có sự rạn nứt, mâu thuẫn kéo dài. Và đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 11, số 79, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Dậu, tuổi Thân. Tử vi tuổi Ngọ thứ hai ngày 14 tháng 3 năm 2022. Ngày thứ hai này với bạn tuổi Ngọ, xem tử vi cho thấy bạn đang cảm nhận được rõ tâm đầu ý hợp với một nửa của mình trong ngày hôm nay khi bạn đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp dần Ngọ Tuất phù trợ. Đối với những ai đang còn độc thân cũng đã có góc nhìn mới mẻ, sáng sủa hơn trong chuyện tình cảm của mình trong tương lai. Và ngày thứ hai này với bạn tuổi Ngọ lại đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh. Điều này làm cho bạn đang có điểm báo, rất có thể sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi. Bạn cần phải tự tin vào chính mình hơn nữa. Nụ cười rạng rỡ của bạn, sức lan tỏa của bạn sẽ thực sự ấn tượng với mọi người xung quanh. Vậy thì hãy nở nụ cười thật tươi và giao tiếp với mọi người bằng sự tự tin nhất có thể bạn tuổi Ngọ nhé. Và trong ngày thứ hai này với bạn tuổi Ngọ lại đang gặp được ngày có mộc sinh cho hỏa vượng. Điều này cho thấy về tình hình tài chính của bạn đang được cải thiện một phần nào đó. Bạn đã biết tích lũy và lắng nghe, làm theo những người có nhiều kinh nghiệm. Bạn mệnh càng thấy hào hứng hơn với những kế hoạch về tiền bạc cho mình trong tương lai. Về câu quýt cho bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ hai này, tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh kim có thêm được sự quyết tâm chinh phục những đỉnh cao khó khăn hơn. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh thủy không lùi bước dù gặp phải không ít khó khăn trở ngại. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh hỏa có được sự linh hoạt trong cách xử lý vấn đề cũng như là năng lực vững vàng. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh thổ có tham vọng và mong muốn đạt được nhiều thành công hơn nữa. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh mộc đừng vì mãi mê công việc mà không quan tâm tới gia đình của mình. Và đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 18, số 91, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu hồng, màu tím, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Dần, tuổi Mùi. Tử vi tuổi Mùi thứ hai ngày 14 tháng 3 năm 2022. Ngày thứ hai này với bạn tuổi Mùi, xem tử vi cho thấy ngày hôm nay bạn đang có được báo hiệu, cảm thấy yên ổn hơn phần nào khi bạn đang gặp được ngày của chính tài giúp đỡ cho tình hình tài chính của bản mệnh có phần được khởi sắc hơn. Khi thoát khỏi được tâm trạng nặng nề của những rắc rối liên quan tới vấn đề về tiền bạc, bạn cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn rất chi là nhiều.
Và ngày này với bạn tuổi Mùi, bạn lại đang gặp ngày có mộc thổ xung khắc. Điều này sẽ ảnh hưởng tới cách hành xử của bạn với mọi người xung quanh. Thái độ của bạn được đánh giá là không tốt, không phù hợp. Nếu bạn càng ngang ngạnh, cho rằng mình đúng, càng chỉ khiến cho bản thân bạn rơi vào trạng thái đơn độc nhé. Trong ngày này với bạn tuổi Mùi, không thuận lợi cho việc xuất hành đi xa bởi bạn đang có điềm báo, có sự cãi cọ, gặp chuyện không hay, thần khẩu hại xác thân. Bạn nên đề phòng, cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói của mình, giữ mồm, giữ miệng, phòng người nguyền rủa, tránh lây bệnh. Nói chung, trong ngày này, có công việc về hội họp, hay là việc quan, hay là tranh luận, bắt buộc phải đi thì nên giữ mồm, giữ miệng, kẻo lại, ẩu đả xảy ra. Vài câu quýt cho bạn tuổi Mùi trong ngày thứ hai này. Tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim, tình hình tài chính có được sự khởi sắc, bạn cảm thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy, thoát khỏi được tâm trạng nặng nề với những rắc rối liên quan tới tiền bạc. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa, ngày hôm nay không nên xuất hành đi xa hay là thực hiện những công việc quan trọng. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ, không nên ký kết hợp đồng những giá trị để tránh xảy ra những rắc rối với mình. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc, đôi lứa nảy sinh nhiều mâu thuẫn, khó kiềm chế được cảm xúc. Và đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 29, số 85, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Ngọ, tuổi Mão, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Thân thứ hai ngày 14 tháng 3 năm 2022. Ngày thứ hai này với bạn tuổi Thân, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung dần thân tị hợi. Điều này làm cho bạn đang cảm nhận thấy được sự thất vọng trong lòng mình khi thấy cách hành xử của một người nào đó thiếu hiểu biết, nông cạn đang hiện diện trước mắt mình nhé. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Thân lại đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh. Điều này nhắc nhở bạn tuổi Thân đừng có để cho sự bất ổn ở bên trong ảnh hưởng tới tình huống bên ngoài. Đối phó với những gì trước mắt bạn là cách phù hợp nhất để có được một tinh thần tích cực trong ngày đầu tiên đi làm của tuần mới. Khi bạn giải quyết được mọi việc ổn thỏa thì tinh thần của bạn tự khắc sẽ tốt hơn. Và ngày này với bạn tuổi Thân á, lại đang gặp được ngày có mộc sinh cho kim vượng. Điều này cho thấy niềm vui của bạn trong ngày hôm nay tuy ngắn nhưng đủ sốc lại tinh thần cho bạn. Có thể bạn từng mất niềm tin trong chuyện tình cảm, nhưng ngày hôm nay bạn đã tìm thấy được ánh sáng mới cho mình nữa rồi. Về câu quyết cho bạn tuổi Thân trong ngày thứ hai này, tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy, dễ vướng phải họa tiểu nhân và từ miệng gây ra những rắc rối cho mình. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa, đừng có tùy tiện nói những lời nhận xét thẳng thắn quá mức. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ, tất cả dễ bị hoàn cảnh chi phối, thiếu đi tính độc lập. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc, đơn phương độc mã thì rất khó thành công như mong muốn. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim, con đường tình duyên được khởi sắc, đào hoa nở rộ. Và đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 26, số 96, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu ánh kim, quý nhân phù trợ, tuổi Thìn, tuổi Tý, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Dậu thứ hai ngày 14 tháng 3 năm 2022. Ngày thứ hai này với bạn tuổi Dậu, xem tử vi cho thấy bạn đang có được những tín hiệu tích cực về thăng quan, tiến chức, nhận thêm tiền lương, tiền thưởng về cho mình khi trong ngày đang gặp được ngày có chính quan độ mệnh. Đó là thành quả xứng đáng khi bạn đã nỗ lực làm việc đến nơi đến chốn, tinh thần học hỏi cao, cầu tiến trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Với những biểu hiện xuất sắc đó của bạn, bạn được cấp trên cũng như là đồng nghiệp đánh giá cao về khả năng chuyên môn cũng như là khả năng xã giao của mình, giành được nhiều tình cảm của những người xung quanh, công việc nhờ thế mà thêm phần được thuận lợi hơn. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Dậu lại đang gặp ngày có mộc kim xung khắc. Điều này làm cho vận trình tình cảm của bạn cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Đôi lứa bên nhau lâu ngày, tình cảm dần trở nên phai nhạt,
khi mọi thứ cứ diễn biến thành thói quen, sự quan tâm và yêu thương không còn được sâu sắc khiến cho một trong hai người say lòng vì những tình cảm ngoài luồng nữa nhé. Về câu quýt cho bạn tuổi Dậu trong ngày thứ hai này, tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy nhận được thành quả xứng đáng sau quá trình nỗ lực hết mình. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa có được cơ hội thăng quan tiến chức đến gần. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ được mọi người yêu mến, công việc thêm phần được suôn sẻ. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc được cấp trên và đồng nghiệp đánh giá cao về năng lực chuyên môn. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim tình cảm phai nhạt, thiếu đi sự quan tâm và yêu thương. Về đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 22, số 73, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Thìn, tuổi Thân, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Tuất thứ hai ngày 14 tháng 3 năm 2022. Ngày thứ hai này với bạn tuổi Tuất, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp dần ngọa tuất phù trợ. Cái điều này sẽ giúp cho bạn tuổi Tuất được thở phào nhẹ nhõm khi những mong muốn của bản mệnh trong chuyện tình cảm rất dễ trở thành hiện thực. Ngày này với bạn tuổi Tuất đang có được vận đào hoa vượng pháp mang tới cho những bạn đang còn độc thân có được cơ hội phát triển mối quan hệ tình cảm với người mà mình đang tìm hiểu. Bạn cũng cần phải cân nhắc để không hối hận về sự lựa chọn của mình. Còn đối với những người đã lập gia đình rồi thì có thể đón thêm nhiều hỷ khí, tin vui về bầu bí. Bạn cần phải chuẩn bị về tinh thần cho những bất ngờ thú vị đang chờ đón bạn ở phía trước. Ngoài ra, trong ngày thứ hai này với bạn tuổi Tuất đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh. Cái điều này còn giúp cho bạn gặp được nhiều may mắn trong chuyện tiền bạc. Của cải mỗi lúc một nhiều lên khiến cho bạn rất chi là vui vẻ, lạc quan, phấn chấn hẳn lên. Nhưng với bạn tuổi Tuất, bạn cũng nên chú ý trong việc tiêu xài sao cho hợp lý. Đừng có vì vài phút sĩ diện mà vung tiền quá trán, tiền kiếm được đâu phải dễ dàng gì phải không bạn tuổi Tuất nhé. Về câu quýt cho bạn tuổi Tuất trong ngày thứ hai này, tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh Hỏa, tình cảm được suôn sẻ, mong ước dễ thành hiện thực. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh Thổ, người đã có gia đình có thể đón nhận nhiều tin vui về bầu bí. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh Mộc, đối với những người đang còn độc thân cần phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra lựa chọn cho mình. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh Kim, gặp may về chuyện tiền bạc, của cải được dư giả. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh Thủy, chú ý trong việc tiêu xài, đừng có vì vài phút sĩ diện mà vung tiền quá trán. Về đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 28, số 59, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Ngọ, tuổi Thân. Tử vi tuổi Hợi thứ hai ngày 14 tháng 3 năm 2022. Ngày thứ hai này với bạn tuổi Hợi, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành dần Hợi tương phá. Điều này khiến cho một số kế hoạch của bạn bị đổ bể trong khoảng thời gian này, vì có thể là bạn không đủ hiểu về lòng người, có những người róc tâm hãm hại bạn từ lâu nay nhưng bây giờ bạn mới nhận ra chân tướng của sự việc đó thôi nhá. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Hợi lại đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh. Điều này khuyến khích bạn tuổi Hợi trở nên sáng tạo hơn. Bạn hãy thử thay đổi một chút xem sao, một chút thay đổi trong cách tiếp cận vấn đề có thể sẽ mang tới cho bạn những tầm nhìn đầy mới mẻ, điều mà bạn vẫn chưa từng nghĩ tới bao giờ nữa nhé. Và ngày này với bạn tuổi Hợi, bạn cũng đang gặp được ngày có mộc thủy tương sinh, cũng sẽ mang đến cho bạn có được những tin vui trong chuyện tình cảm. Có thể bạn sẽ nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của mọi người và bạn cảm thấy tin tưởng hơn về tương lai của cả hai. Đối với những bạn đang còn độc thân, hứa hẹn sẽ có được những cuộc hẹn hò thú vị trong ngày hôm nay nữa nhé.
Về câu quyết cho bạn tuổi Hợi trong ngày thứ hai này, tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh hỏa trở nên cứng đầu, cố chấp, khăng khăng làm mọi thứ theo ý của mình. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh thổ, bội ngoài tai những lời góp ý, chỉ tin tưởng vào nhận định của bản thân. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh mộc, sức sáng tạo giảm sút, hiệu quả công việc không được cao. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh kim, nên dành nhiều thời gian cho việc nghỉ ngơi, lấy lại tỉnh táo cho mình. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh thủy, gặp khó khăn trong việc kiểm soát về cảm xúc, dễ nói những lời tổn thương người khác. Và đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 20, số 77, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Mão, tuổi Dần. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và gặp lại.